Phật thiện động nghiệp, do vậy kinh tăng chung là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bằng thanh tu đà hoàng, dù khổ tâm và lỗi, bằng thân lời hay ý, cũng không dâu được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thiết vừa đến niết bàn, tình là và thù thắng, lời anh chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồng. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ chư Tôn đức thượng chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày thứ tư, 13 tháng 5 năm 2020 Phật lịch 2054. Thưa quý vị, chúng ta lại có thêm một ngày tu học ở trong chương trình đặc biệt mùa dịch bệnh Corona. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi qua một số các câu nói của Ajahn Chah. Ngài nói về sự đau khổ, một đề tài rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta, và cũng là một đề tài lớn trong Phật học, nhưng mà lại là một đề tài có thể nói rằng khó hiểu nhất. Thưa quý vị, trong mấy ngày qua thì chúng ta tìm thấy một số những tin tức tương đối là gọi là tin tức tốt ở trong mùa đại dịch, khi mà con số lây nhiễm và con số tử vong ở tại Hoa Kỳ đang có dấu hiệu đi xuống. Tuy nhiên, người ta nói rằng phải mất ít nhất là từ một tuần lễ cho đến 10 ngày nữa thì chúng ta mới thật sự biết được là sự mở rộng các sinh hoạt thương mại, nhất là giải tỏa lệnh cách ly, có kết quả như thế nào
ở trong các tiểu bang, đặc biệt là những nơi mà mức độ lây nhiễm cao. Bởi vì có những người bị lây bệnh nhưng mà không phải là có triệu chứng liền ngay lập tức, phải mất chừng một tuần lễ cho đến hai tuần lễ. Đề tài mà chúng ta sẽ bàn ngày hôm nay có thể là trong số chúng ta ngạc nhiên, bởi vì đau khổ thường được định nghĩa trong ý nghĩa của nước mắt, của thương cảm, của những điều bất trắc trong đời sống. Nhưng mà Phật Pháp dạy chúng ta nhìn về đau khổ một góc cạnh khác, và điều đó lại đặc biệt đối với người tu tập. Thì khái niệm đau khổ có tương đối có nhiều điểm khác biệt so với phần đông cái nhìn của thượng thức. Trước khi chúng ta đi vào pháp thoại, xin được kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nội dung của chương trình ngày hôm nay. Kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Tâm bất ứng cũng chánh bi tri, minh hạnh thiện thệ, thế gian dạy vô thượng nhân sư Phật Thế Tôn. Pháp do Phật tiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt gian, đến để chứng nghiệm năng hướng thượng giả thân. Nhớ đệ tử Thế Tôn diệu hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, thấy tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chữ thiện đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tưởng ý, rồi phản hồi tiên sứ. Chư toàn đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính chân Thượng tọa Minh Hạnh, Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, trong pháp thoại ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục lắng nghe một số các câu nói của ngài Ajahn Chah về những khía cạnh liên quan đến đời sống tu tập. Và điều mà chúng ta đang tập trung đó là trong phần nói về đau khổ. Để Đức Từ Tri khi mà chuẩn bị bài này có đề nghị là chúng ta chia ra, chúng ta không dành trọn hết thời giờ hôm nay. Thật ra đây là một đề tài lớn mà chúng ta có thể mất một hai ngày để có thể thảo luận. Thưa vị, con người chúng ta là một sinh vật rất là mẫn cảm. Có thể nói rằng ở trong tất cả các loài chúng sanh thì loài người là chúng sanh cảm nhận sự đau khổ một cách đa dạng nhất, sâu sắc nhất. Chúng ta chịu đựng những khổ từ ở bản thân của mình. Mình sinh ra đời có mắt như thế này mình không hài lòng, lỗ tai như thế này không hài lòng, lỗ mũi như thế nọ không hài lòng. Chúng ta có những va chạm với những người sống chung quanh,
đó là cha mẹ, anh chị em. Chúng ta khổ sở trong việc học, ở trong việc mưu sinh, và đối với bao nhiêu là những khổ nạn của trần gian này. Đôi khi một sự việc xảy ra ở rất xa, ở một châu lục khác. Ví dụ như chúng ta nghe nạn cháy rừng khủng khiếp ở tại Úc, chúng ta cũng có thể khổ được nếu chúng ta nhìn ở một phương diện nào đó. Thì thưa quý vị, đau khổ theo Phật pháp thì một phần là do tự bản chất của cuộc sống là có đau khổ, nhưng một phần khác thì đau khổ là nằm ở cái nhìn và cái thái độ sống của chúng ta. Và trong trường hợp mà chúng ta sẽ đi vào đề tài ngày hôm nay là ngã Achincha, đặc biệt nhắc rằng những nỗi khổ tâm của đời sống nó có liên đới rất nhiều với cái nhìn và với thái độ sống. Bây giờ thì sẽ được mời quý Phật tử lắng nghe một số các câu nói của Ngài liên quan đến đau khổ, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với nội dung của pháp thoại. Xin mời cô Từ Mẫn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con Từ Mẫn xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng, cùng quý sư Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng Đại Đức Tuệ Tri, cùng quý chư Tôn Đức Tăng Ni trong Đạo Tràng. Sau đây con xin tiếp tục đọc bài học. Pháp thoại ngày 13 tháng 5 2020, quán chiếu. Trích từ Chẳng Có Ai Cả, No Achancha. Achancha, tỳ khu khánh hỷ chuyển dịch. Đau khổ. Một, có hai loại đau khổ. Đau khổ dẫn đến đau khổ hơn là đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ. Đau khổ đầu tiên là chấp giữ những gì ưa thích và chán bỏ những gì không ưa thích. Đau khổ thứ hai là can đảm và trì trí theo dõi sự không ngừng thay đổi của các cảm giác. Hạnh phúc, đau khổ, vui vẻ, buồn chán, vừa lòng, phật ý. Đau khổ này dẫn đến chỗ bình an. Hai, chúng ta muốn tìm một con đường dễ dàng nhưng không có đau khổ thì không có trí tuệ. Để cho trí tuệ chín mùi, bạn phải ngã đổ và khóc than nhiều lần trong khi hành thiền. Ba, chúng ta trở thành những nhà sư hay những ni cô không phải để được ăn ngon, ngủ ngon và thoải mái, nhưng để hiểu rõ đau khổ. Làm thế nào để chấp nhận đau khổ? Làm thế nào để thoát khỏi đau khổ? Làm thế nào để đau khổ không khởi sinh? Vậy thì đừng làm những gì gây ra đau khổ, như đừng ham luyến, chẳng hạn nếu không đau khổ chẳng buông tha bạn đâu. Số 4. Thực ra hạnh phúc chỉ là biến thể của đau khổ với một hình thái tế nhị. Dính mắc vào hạnh phúc cũng như dính mắc vào đau khổ, nhưng bạn không thấy đó thôi. Đừng nghĩ rằng nắm giữ hạnh phúc là xa lìa đau khổ. Cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết, đau khổ là kẻ thừa kế, tai hại của hạnh phúc. Hãy xem đau khổ và hạnh phúc ngang nhau. Khi hạnh phúc khởi sanh, đừng quá vui mừng mà bị cuốn trôi đi. Khi đau khổ đến, cũng đừng quá thất vọng mà bị nhận chìm vào dòng thác lũ. Số 5. Khi đau khổ phát sinh, hãy ý thức rằng chẳng có ai nhận định chịu đau khổ. Nếu nghĩ rằng đau khổ và hạnh phúc là của bạn thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bình an. Số 6. Người đau khổ sẽ nhân sự đau khổ này mà có trí tuệ. Nếu không đau khổ, họ sẽ không quán sát và không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không hiểu biết. Không hiểu biết sẽ không thoát khỏi đau khổ. Vậy thôi. Thế nên phải nỗ lực và kiên trì hành thiền. Để rồi khi nhìn lại thế gian này sẽ không còn sợ hãi như trước nữa. Đức Phật thành đạo.
chính trong thế gian này, chứ không phải ngoài thế gian này. Số 7. Lợi dưỡng và khổ hạnh là hai lối đi không được Đức Phật khuyến khích. Đó chỉ là hạnh phúc và đau khổ mà thôi. Chúng ta tưởng rằng mình thoát khỏi đau khổ, nhưng thực ra không phải vậy. Chúng ta chỉ dính mắc vào hạnh phúc. Nếu dính mắc vào hạnh phúc, chúng ta lại đau khổ lần nữa. Sự thật là vậy, nhưng người ta nghĩ ngược lại. Số 8. Khổ chỗ này, người ta chạy đến chỗ kia. Chỗ này, chỗ mới này khổ, họ lại chạy nữa. Họ tưởng rằng chạy thoát khỏi khổ đau, nhưng thực ra không phải vậy. Họ mang đau khổ đi mọi nơi mà không biết. Không biết đau khổ sẽ không biết nguyên nhân của khổ đau. Không biết nguyên nhân của khổ đau sẽ không biết chấm dứt đau khổ. Do đó, không có cách gì để thoát khỏi khổ đau. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Từ Mẫn con đã đọc xong bài chánh văn hôm nay. Dạ, con thành kính tri ân sư và quý đạo tràng. Con kính cung thỉnh Ngài Giác Đẳng Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập, giảng giải bài học hôm nay cho chúng con. Con xin xuống mít. Cảm ơn cô Từ Mẫn. Thưa vị, điều đầu tiên mà Ngài Asancha đề cập đến là nếu một người sống còn có trí tuệ và có chịu khó suy nghĩ, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng ở trong đời có hai thứ đau khổ. Một thứ đau khổ làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn, và một thứ đau khổ dẫn chúng ta đến chấm dứt đau khổ. Ví dụ như là quý Phật tử ở bên Mỹ sống cực khổ. Khi qua sống cực khổ thì có hai thứ cực khổ. Giống như lời Ngài Chân Cha nói tại đây, là có những thứ cực khổ để rồi sau một thời gian khiến chúng ta bớt cực khổ hơn. Đi làm để dành dụm tiền bạc có thể thanh thoả được, chi tiêu và có đủ tiền dành dụng để mua nhà, mua những thứ cần thiết, sống đời sống tương đối nằm trong khả năng của mình. Thì sự cực khổ đó làm cho chúng ta bớt cực khổ. Nhưng mà thứ gì ở trong đời này có những người lại vật lộn với cuộc sống và càng vùng vẫy lực lộn, người ta càng lún sâu. Và càng lún sâu người ta càng đau khổ hơn. Chúng tôi nhớ rằng năm 91, chúng tôi có vị dịp đi theo một số chữ tăng về Sổn Mộc, là một cái ngôi chùa của Ngài Buddhadasa. Ngài là một vị danh tăng nổi tiếng của Thái Lan. Và lúc mà buổi chiều, khi mà Ngài nói pháp cho chư tăng, thì thưa quý vị, Ngài có, đó là một ví dụ mà chúng tôi vẫn thường nhắc lại trong các pháp thoại. Ngài nói rằng người ta nuôi chó có hai thứ chó. Một thứ chó không bao giờ cắn chủ, và một thứ chó có lúc nó phản chủ, nó quay lại để cắn chủ. Thì hạnh phúc cũng vậy. Có những hạnh phúc không khiến cho chúng ta đau khổ, nhưng mà có những thứ hạnh phúc giống như chó phản chủ, nó quay lại để cắn chúng ta. Hạnh phúc quay lại cắn chúng ta thì nghe nó cũng lạ đó. Nhưng mà phải nhận rằng một người có tu tập, có ý thức, có tư duy thì hiểu rằng hạnh phúc hay đau khổ cuộc sống, có những thứ mới thoạt nhìn thì nó đẹp, nó tốt, nhưng vì lâu về dài nó di hại, nó sinh ra những biến chứng, và nó có cái mà chúng ta gọi là phản tác dụng. Hay nói một cách khác là nó có phản ứng phụ. Như người uống thuốc của mình, có những loại thuốc khiến cho chúng ta giảm thiểu căn bệnh và lành hẳn, và có những loại thuốc nó trị cái này nhưng mà nó lại hại về mặt khác. Bây giờ thì chúng ta nói điều này là một khi mà chúng ta chấp nhận rằng
có những thứ đau khổ như vậy, thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên có một chút ý thức rõ ràng ở trong cuộc sống. Đau khổ hay hạnh phúc chưa phải là một cái cứu cánh đích thực, chưa phải là một mục đích sau cùng. Tại vì hạnh phúc có những thứ lâu dài, có những thứ hạnh phúc mang lại khổ đau, đau khổ cũng vậy. Có những thứ là nó là chất chồng thêm đau khổ, và có những thứ đau khổ nó giúp cho chúng ta vượt thoát đau khổ. Điểm này đặc biệt rất là tế nhị. Khi một người vào ở trong chỗ tu tập, thì thưa quý vị, luôn luôn chúng ta có những cái vất vả, luôn luôn chúng ta có những phiền lụy. Hồi sáng này ở trong rung Phật Pháp Buddha Dhamma vào cái đây khoảng 12 tiếng đồng hồ, thì chúng ta nghe Đức Phật Ngài có dạy rằng ở trong cái tương quan giữa thầy với trò nó cũng có hệ lụy chứ không phải không có hệ lụy. Sự tương quan của các bạn đồng phẩm hạnh nó có hệ lụy chứ không phải hệ lụy. Nhưng mà có nhiều khi ông thầy khó mà khiến cho học trò trò được tốt, thì cái khó đó cũng nên khó. Và Đức Phật Ngài dạy rằng Ngài không có nuông chiều đệ tử giống một người thợ gốm mà nâng niu cái chén sành, chén kiểu mà mình tạo nên. Mà đôi lúc Phật Ngài rất là mạnh tay. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rõ rằng trong cuộc sống cá nhân đó, rất là cần để chúng ta vượt khỏi cái phản ứng nhất thời trước cái vui và cái khổ. Chúng tôi lấy ví dụ là trong thời đại dịch, thưa quý vị, một điểm mà khiến cho người ta rất ghét mang khẩu trang là sự khó chịu. Mà chúng tôi nói điểm này ra thì có lẽ quý Phật tử ai cũng thấy được. Khi mà chúng ta không mang khẩu trang thì thật sự rất là thoải mái. Nhưng mang khẩu trang có nhiều khi nó ngứa, có nhiều khi mình cảm thấy nó ngộp thở, có nhiều khi khẩu trang nó làm cho chúng ta cảm thấy có hơi nước, nó bay lên nó mờ cái mắt kính của chúng ta. Phải mất ít thời gian để chúng ta quen đi. Và ngay cả cái việc rửa tay cũng vậy. Rửa tay là một phương pháp rất để giúp chúng ta tránh được lây nhiễm. Nhưng mà rửa tay hoài cũng rất là phiền. Ví dụ bình thường mình đi vào trong siêu thị đi ra, mình đi tỉnh thôi. Bây giờ mình đi ra chất đồ lên, rồi trước khi mở xe đi vào ngồi trên ghế thì mình chịu khó rửa tay bằng nước sát khuẩn mà không cần dùng nước. Hay hoặc giả chúng ta bước vào trong căn nhà, sau khi sắp xếp mọi thứ thì việc đầu tiên là chúng ta nên rửa tay. Tại vì nếu chúng ta không rửa tay sạch mà đụng vào mặt chúng ta thì đó là chuyện nguy hiểm. Những cái đó là những cái thứ không có dễ chịu chút nào hết. Nó làm chúng ta cảm thấy phiền. Đời sống của chúng ta rất là phiền. Nhưng mà rồi nó lại có một cái lợi rất lớn là nó giảm thiểu cái sự lây lan của bệnh dịch. Thưa quý vị, Ngài Achancha Ngài cũng nói trong câu số 2 đó, là chúng ta muốn tìm một con đường dễ dàng nhưng không có đau khổ thì không có trí tuệ. Để cho trí tuệ chín mùi, bạn phải ngã đổ và khóc than nhiều lần trong khi hành thiền. Điều này không phải là Ngài hù dọa chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta hoàn toàn không nên nghĩ rằng mình sẽ làm được việc gì đó mà theo kiểu người ta nói làm chơi ăn thiệt. Và nhất là người ta dùng tới chữ công phu tu tập. Cái chữ công phu á, ngày nay ở trong xã hội Tây Phương á, thì cái trong tiếng Anh gọi là kung fu. Kung fu thường chỉ cho võ thuật. Nhưng mà chữ công phu á, thì ở trong chùa
thì dùng chỉ cho buổi sáng chịu khó thức sớm để tụng kinh, công phu sáng. Và chỉ công phu ngày xưa họ chỉ cho cái sự khổ luyện, không có luyện tập nào mà không có công phu. Chứ tôi nhớ rằng có một vị thầy đi ra ngoài đường, tại vì thầy Bắc Tông thì mặc áo tràng. Ở bên Tây Phương có rất nhiều phim ảnh về những vị hòa thượng đánh võ rất là giỏi. Mấy người khác họ chạy theo, họ hỏi rằng thầy có biết công phu không? Thì thầy trả lời là tôi có công phu mà không có công phu. Những vị khác thì tôi cả cười hết, tại vì công phu là một thứ. Thầy sẽ nói đùa, thầy nói rằng công phu Mỹ hiểu là võ học, còn công phu của tôi sẽ là tụng kinh sáng, thì tôi có công phu chứ tôi không có công phu. Mặc dù hai chữ giống nhau, nhưng mà thưa quý vị, một cái ý niệm mà Ngài Chân Cha Ngài thường nhắc tất cả chúng ta là con đường thoát khổ không phải là con đường dễ dàng. Cũng như một người có cái khả năng trưởng thành không phải là một sớm một chiều mà chúng ta có thể thành tựu được, mà đó là một cái thách thức rất lớn. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nhé. Thưa quý vị, một ở trong những điều mà chúng ta, đó là một cái bí quyết để giúp chúng ta giảm bớt sự đau khổ khi mà chúng ta bắt đầu một cuộc tu tập hay là sống trong chùa, sống trong tu viện đó, là chúng ta chuẩn bị tinh thần cho cái sự đau khổ, cho cái khổ luyện. Mà khi mình chuẩn bị tinh thần cho cái khổ luyện thì điều đó có nghĩa là mình giảm đi những cái khổ khác. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng ta thường bị vấn đề khổ vì thiếu ăn, khổ vì người khác cười mình, khổ vì việc này việc kia. Và cái khổ đó nó gần như là đặt chúng ta vào trong cái thế bị động. Tự nhiên mình không làm gì hết, có người khác chỉ trích mình, tự nhiên tai vai khỏa gửi. Nhưng mà khi chúng ta đã có cái chuẩn bị vì khổ luyện khổ tu đó, thì thông thường chúng ta có được một cái lợi điểm rất lớn, đó là chúng ta chủ động ở trong cái sự đau khổ. Mình khổ là bởi vì mình phát tâm tu tập, mình khổ bởi vì mình hành thiền, mình khổ bởi vì mình đã chấp nhận. Chấp nhận như là một thứ vốn liếng mà phải xài, vốn liếng mà phải tiêu ra để đạt được cái chuyện gì đó. Hai cái khái niệm này nó hoàn toàn khác biệt, nó tạo cho chúng ta hai cái vị thế khác nhau. Khi mà một người vào chùa tu tập hay đến thiền viện tu tập, mà người luôn luôn mơ ước rằng mình sẽ tìm một ngôi chùa lý tưởng, tìm được một vị thầy mà rất là từ bi, và tìm một cái hội chúng mà hội chúng luôn luôn đỡ đần chúng ta, khuyến khích khích lệ, thì cái chuyện thường xảy ra là sự thất vọng, thường xảy ra là đau khổ. Tại vì sao? Chúng ta kỳ vọng, chúng ta mong mỏi được cái này, được cái kia, tránh cái đó. Nhưng một khi mà như lời Ngài Chân Cha nói tại đây là mình nhập cuộc với một thái độ có chuẩn bị tinh thần, tu là phải khổ, đoạn đường đi tới không phải là đoạn đường đơn giản.
Thì chính do cái sự chuẩn bị tinh thần này giúp cho chúng ta bất. Do đó một người sống ở trong đời thì theo tinh thần của Phật Pháp đó, là thà là chúng ta chuẩn bị tinh thần với một thái độ chủ động. Chủ động là như thế nào? Ví dụ như mỗi ngày chúng ta dành ít thời giờ để tu tập năm pháp quán. Ở trong năm pháp quán mà Đức Phật dạy chúng ta hàng ngày, thật ra nó dạy về sự đau khổ. Thật ra những điều đó dạy chúng ta chuẩn bị tinh thần. Chúng ta không thể trẻ mãi mà không già. Chúng ta không thể khỏe hoài mà không bệnh. Chúng ta không thể sống hoài mà không chết. Chúng ta không thể sum vầy hoài với người thân mà không bị sanh ly tử biệt. Và chúng ta phải có nghiệp riêng của mình. Phật xưa rằng kiếp nhân sinh lắm điều khổ lụy, chẳng dành riêng ai. Sương sanh rồi cũng tàn phai, thời khoa mộng tựa sương mai đồ canh. Tấm thân tứ đại hiệp thành, ốm đau tật bệnh thường tình xưa nay. Dù cho thọ mạng ngắn dài, cũng kim nào kẻ thoát tay tử thần. Người thân ly biệt người thân, trăm năm bao lượt khó ngăn lễ nhòa. Mỗi người riêng nghiệp thiểu đa, rừng mê bể khổ phải qua một mình. Tự sinh nói tiếp tự sinh, khởi tự vô minh cội nguồn. Trí nhân hiểu lẽ vô thường, tinh cần tu tập thẳng đường vô sanh. Đó là bài nói về năm pháp quán. Không phải Đức Phật Ngài muốn chúng ta sống bi quan. Không phải Đức Phật Ngài muốn hù dọa chúng ta về những đau khổ đời sống. Năm điều mà Đức Phật dạy không có ai tránh thoát hết. Nhưng mà thà nói trước, thà chúng ta dấn thân bằng thái độ nhập cuộc và thái độ chủ động. Mình chủ động nghĩ đến điều đó hơn là mình ao ước luôn luôn được an lành, ao ước luôn luôn được trẻ đẹp, ao ước luôn luôn được khỏe mạnh, ao ước luôn luôn được sống mà không chết, ao ước luôn luôn được gần với người thân của mình và ao ước luôn luôn làm những gì mình muốn. Nhưng mà một khi chúng ta chủ động được, dứt khoát là tu là khổ như vậy thì nó sẽ ít khổ hơn. Bởi vì cũng tu tập mà có những người mất thời gian rất lâu để thích nghi, và có những người mất thời gian rất ít để thích nghi. Tại vì sao vậy? Tại vì người đó có cái tinh thần chủ động, mình phải đi trước thay vì chờ cái khổ đến để mà mình chịu đựng, để mình than thở. Bây giờ mình chấp nhận rằng à, nó phải như vậy đó, dạ, nó phải khổ không. Bởi vì Ngài nói rằng chúng ta muốn tìm con đường dễ dàng, ai cũng muốn tìm con đường dễ dàng hết, làm chơi ăn thiệt, nhưng không có đau khổ. Câu nói này nhiều khi mình khó chấp nhận lắm. Không có đau khổ thì không có trí tuệ. Để cho trí tuệ chín mùi, bạn phải ngã đổ và khóc than nhiều lần trong khi hành thiền. Câu nói này có nhiều khi làm cho tôi rất là sợ hãi. Nhưng mà cứ chấp nhận như vậy thì chúng ta đi tới. Ở trong câu số 3 Ngài nói như vậy: chúng ta trở thành nhà sư hay những ni cô không phải được ăn ngon, ngủ ngon và thoải mái, nhưng để hiểu rõ đau khổ, làm thế nào để chấp nhận đau khổ, làm thế nào để thoát khổ, làm thế này để đau khổ không khởi sinh. Vậy thì đừng làm những gì gây đau khổ và đừng tham luyến chẳng hạn. Nếu không, đau khổ chẳng buông tha bạn đâu. Ở đây thì Đức Phật Ngài nhắc lại những lời giải này trong một cái pháp thoại dành cho các vị xuất gia. Nhiều vị xuất gia thì quan niệm rằng ở đời khổ quá, mình vào chùa mình nương náu cho bớt khổ. Không phải, ở chùa phải là chỗ bớt khổ. Có nhiều người than rằng vô chùa khổ quá, thì thật sự cả cái lời than thở cũng như cái ước mơ là gửi thân nơi chốn âm thiền để tìm những ngày tháng thảnh thơi đó, hay có đến điều sai. Chúng ta không đi xuất gia không phải đi tìm đau khổ, nhưng mà không đi xuất gia cũng phải tìm sự an nhàn. Mà chúng ta đi xuất gia đó là để học thế nào là đau khổ, thế nào chấp nhận đau khổ, thế nào là nguyên nhân sinh khổ, và chúng ta nên hiểu nguyên nhân sinh khổ là gì. Và chúng ta phải có cái khả năng đối diện với cái đau khổ bằng cái
ánh sáng của Phật Pháp bằng sự tu tập cương quyết của mình. Thành ra một lần nữa, Ngài Trên Gia Ngài nhắc là đôi khi có những người gặp nhiều cái trắc trở ở ngoài đời, và lúc bây giờ mơ ước là mình vào chùa, mình có cái đời sống tu hành nó dễ dàng. Nhưng mà ở trong chùa không phải là như vậy. Dạ, ở trong chùa hoàn toàn không phải là như vậy. Cuộc sống nó luôn luôn có nhiều thứ phải đương đầu. Chúng tôi ở bên Mỹ, thưa quý vị, có một vài trường hợp mà chúng tôi biết là có những người muốn đi tu lắm, nhưng mà cái mà họ ngán nhất là tự nhiên mình ở ngoài đời mình là một cư sĩ, thì nếu người ta không trọng mình, ta cũng chứ không có đụng chạm mình nhiều. Tự nhiên mình vô trong chùa, mình muốn nằm ngủ thì có người nói là ủa, sao trong chùa có việc mà sao không làm? Hay hoặc giả là họ nhìn vào đời sống riêng tư của mình, họ phê pháp thế này thế kia. Và có một thời gian thì người ta nghĩ rằng sao mình tự nhiên mình đi tu chỉ cho mình mất cái tự do, mất cái riêng tư, giả ra đời sống mình ổn định quá mà. Nhưng mà thật ra đi tu không phải tìm sự an nhàn. Tu trong đạo Phật không bao giờ tìm sự an nhàn, mà tu trong đạo Phật là tìm cái ý nghĩa thật sự của sự đau khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Ở trong câu số 4, Ngài nói như vậy: thật ra hạnh phúc chỉ là biến thể của đau khổ như một hình thái tế nhị. Dính mắc vào hạnh phúc cũng như dính mắc vào đau khổ, nhưng bạn không thấy đó thôi. Đừng nghĩ rằng nắm giữ hạnh phúc là xa lìa đau khổ. Cả hai dính chặt vào nhau, không thể tách rời. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đau khổ là kẻ thừa kế tai hại của hạnh phúc. Hãy xem đau khổ và hạnh phúc ngang nhau. Khi hạnh phúc khởi sanh, đừng quá vui mừng và bị cuốn trôi đi. Khi đau khổ đến, cũng đừng quá thất vọng và bị nhận chìm vào dòng thác lũ. Câu số 4 này, thưa quý vị, bắt buộc chúng ta đặt lại toàn bộ cái nhìn về đau khổ và hạnh phúc. Chúng ta thường nghĩ rằng đau khổ và hạnh phúc là hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Mình phải từ bỏ, mình phải thoát được cái thế giới đau khổ và mình phải đi tìm cái hạnh phúc. Nhưng mà rồi cuối cùng thì có đau khổ thì không có hạnh phúc, và hạnh phúc chỉ là một mặt khác của đau khổ, giống như mặt khác của đồng tiền. Vấn đề nằm chỗ nào? Vấn đề là nằm ở chỗ dính mắc, lệ thuộc. Chúng tôi sống ở tại Houston đó, thì thưa quý vị, mỗi năm thì tới mùa bão, đôi khi bão đến cúp điện không phải chỉ trong 5 ngày, 10 ngày. Và lúc bây giờ thì thưa quý vị, mình mới thấy rằng đời sống của mình nó có nhiều cái lệ thuộc, như lệ thuộc vào việc có điện. Không có điện thì không có tủ lạnh, không có tủ lạnh thì không thể nấu đồ ăn một cách bình thường. Không có điện thì cắt trạm xăng, trong nhiều ngày không thể bơm xăng được. Không bơm xăng thì lấy đâu mà chạy. Không có điện thì máy lạnh không chạy. Và cái mùa bão á, thì là cái mùa nóng. Mà cái nóng ở Houston á, mà trong nhiều ngày mà không máy lạnh á, thì cả vấn đề. Vì nào có sống Houston biết rằng mùa nóng tại Houston mà chỉ dùng quạt thôi không có đủ. Vì lúc bây giờ chỉ riêng cái chuyện mà không có điện, tủ lạnh không làm việc, máy điều hòa không khí không làm việc,
các trạm sân không làm việc, thì tự nhiên mình mới thấy rằng ồ, chúng ta đã lệ thuộc, và lệ thuộc một cách trầm trọng vào cái tự nhiên của có điện. Không có điện tự nhiên mình sống ở trong một thế giới mà thật ra nó giống như là sống dở chết dở vậy. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta lấy cái này làm thí dụ thì nó còn có nhiều cái thí dụ khác trong đời sống. Con người hạnh phúc vì người khác khen mình, thì trong cái vì người khác khen mình đó, cái hạnh phúc đó, nó có cái dính mắc. Dính mắc là được khen, nhưng mà cái dính mắc đó nó lại có một cái mặt trái của nó, là khi bị chê thì chúng ta khổ, khổ lắm. Giống như là khi mình sống mình có điện thì hạnh phúc thế nào, khi không có điện mình khổ chuyện đó. Khi người ta khen mình hạnh phúc thế nào, khi người ta chê mình đau khổ chuyện đó. Cũng chưa hết, có nhiều khi ở trong cuộc sống chúng ta quen sống với cái sự bình an, hạnh phúc bởi vì có người thân bao bọc chung quanh, có con cái, bạn bè, có chùa chiền, có người này người kia. Thật sự nó là một thứ hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng một khi chúng ta bị cách ly, một khi mà chúng ta không đi chùa được vì lý do bệnh dịch chẳng hạn, thì tự nhiên mình sống ở nhà khổ. Lâu nay mình có một thứ lệ thuộc mà mình không để ý, bây giờ để ý thấy khổ lắm. Rồi chúng ta lại có những cái khổ khác, cái khổ triền miên của một cái cuộc sống mà mình nghĩ rằng xã hội ở bên ngoài phải ổn định, kinh tế phải tăng trưởng mỗi năm, những cái tệ đoan xã hội phải đi xuống, tội ác xã hội phải đi xuống, và mình sống ở trong cái gọi là hạnh phúc của xã hội đó, mình tưởng như là wow, mình đang sống trong thiên đàng. Nhưng mà trong đó nó có một sự lệ thuộc. Một khi nó có những xáo trộn thì làm cho người ta khổ sở vô cùng. Chúng tôi đang sống ở Mỹ, tiếp xúc với rất nhiều người, người Việt Nam. Ở trong thời gian qua đó thì người ta có một sự đau khổ rất lớn, là có nhiều gia đình lâu nay sống rất là an lạc, sống rất là bình thường, bây giờ tự nhiên chồng thì ủng hộ Donald Trump, vợ không ủng hộ Donald Trump. Có nhiều khi cha mẹ thì ủng hộ Donald Trump mà con cái thì ghét Donald Trump. Thậm chí có những cái gây gỗ lời qua tiếng lại, và rồi lên bàn ăn họ phải nhắc với nhau rằng không được bàn chính trị, không được bàn tổng thống, nhưng lâu lâu bực quá cũng đem vào và gây gỗ với nhau. Thì như vậy cái đó là niềm vui hay là hạnh phúc, đôi khi mình không biết, nó là hai mặt của đồng tiền hết. Nhưng mà rõ ràng là nếu người ta khen mình mà mình hạnh phúc, thì thứ gì khi người ta chê mình sẽ đau khổ. Khi nào người ta khen mình mà mình vững vững được, thì khi người ta chê mình mới có thể. Và đây là điều không dễ, rất khó. Mà chúng ta nhắc lại câu nói cả chân cha, thật ra hạnh phúc chỉ là một biến thể của đau khổ ở dưới một hình thái tế nhị. Dính mắc vào hạnh phúc cũng như dính mắc vào đau khổ, nhưng bạn không thấy đó thôi. Đừng nghĩ rằng nắm giữ hạnh phúc là xa lìa đau khổ. Cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đau khổ là kẻ thừa kế tai hại của hạnh phúc. Hãy xem đau khổ và hạnh phúc ngang nhau. Khi hạnh phúc khởi sanh, đừng quá vui mừng mà bị cuốn trôi đi. Khi đau khổ đến, đừng quá thất vọng mà mình bị nhân chìm vào trong dòng thác lũ. Hồi xưa chúng tôi có nghe Hòa Thượng Hộ Giác và Trưởng kể một cái ví dụ vui. Ngài nói rằng mình
bị đau khổ và hạnh phúc giống như là người mà muốn gánh mát bưng, họ gánh cái trên vai này, gánh cái vai một chút mỏi quá, rồi mình truyền qua vai bên kia, chỉ đủ qua vai bên kia thật cái hạnh phúc quá, và họ khỏe rồi, bởi vì gánh bên đây mệt quá. Nhưng mà thật ra thì cái gánh đổi cái vai bên kia đó, nó cũng chỉ là gần gánh lát sau đó cũng khổ, chứ không phải là mình đổi vai thì mệt khổ, nó chỉ là sự thay đổi thôi, nó là một thứ biến tấu. Ở đây là người nói là hạnh phúc chỉ là một biến thể của đau khổ, như dạng một hình thái tế nhị. Cho quý vị nghe không được, quý vị chờ chút xíu nha, quý vị chờ chút. Dạ, quý vị có nghe lại được không vậy? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe lại được không? Dạ. Một cái nhận thức mà rất là quan trọng của người trưởng thành, hay là một nhận thức quan trọng của một người biết tu, là nhìn thấy cái sự gắn liền giữa hạnh phúc và đau khổ. Như hồi nãy chúng tôi có đề cập đến quý vị là một ai đó cho chúng ta một cái chỗ ở tiện nghi và chúng ta rất là sung sướng hạnh phúc, thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là nếu người ta cho một cái chỗ tiện nghi mà mình hạnh phúc, thì khi người ta không cho mình nữa, mình sẽ đau khổ. Tại vì cái hạnh phúc đó là một hạnh phúc vay mượn, và vay mượn của người khác để được hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta bước qua câu tiếp theo. Khi đau khổ phát sinh, hãy ý thức rằng chẳng có ai nhận chịu đau khổ. Nếu nghĩ rằng đau khổ và hạnh phúc là của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bình an. Ở trong tiếng Anh họ có câu là take it personal. Yeah, take it personal. Ở trong Đạo Phật thì nói rằng khi mà mình đối diện với cái khổ, mà nghĩ rằng tôi khổ, hay là con tôi khổ, người thân của tôi khổ, hay là cái tự ngã tôi khổ, thì cái đó là cái khổ tăng thêm gấp bội. Cái này rất là khó thôi. Chúng tôi lấy ví dụ là trong cái thời đại dịch xảy ra, có nhiều cái cảnh rất là đau lòng về những ông cha bà mẹ sống ở tại các trại dưỡng lão bị lây nhiễm chết đi, hay là như ở chùa chúng tôi gặp nhiều trường hợp là người ta bị đối diện với một cái trường hợp là thân nhân chết đi ở trong mùa đại dịch. Thì thông thường những người thân mình mất á, thì mình muốn làm một cái tang lễ cho nó đúng nghĩa tang lễ. Bây giờ làm rất là sơ sài. Chúng tôi phải dùng cái chữ sơ sài đó là vì nhân viên của nhà quan chư tăng á, cũng không thể nào mà lui tới một cái đám mà nhiều ngày. Chúng tôi thưa quý vị, trong suốt thời gian qua đó thì chúng tôi từ chối không có đi những nhiều đám mà quý Phật tử thường là họ đưa đến nhà quan làm lễ quả táng, rồi sau đó họ mang củ cốt về chùa và tụng kinh ở chùa thôi. Nhưng mà nếu ở trường hợp khác ta sẽ khổ lắm. Cha mẹ mình mất mà lúc tưởng niệm không có chư tăng đến tụng kinh trước buổi lễ, đưa đến nhà quan chỉ đưa vào trong lò hỏa táng rồi đem củ cốt về mới làm cái lễ chùa. Nhưng mà kỳ thật thì chúng thấy nhiều người đã tỏ ra rất là bình tâm. Bởi vì sao vậy? Đó là một cái hoàn cảnh chung, nó không phải hoàn cảnh cá nhân của A và B.
Nếu mà mình nghĩ rằng đó là hoàn cảnh cá nhân thì mình khổ. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng cái đó là cái chung thì thật ra chúng ta chấp nhận, mình chấp nhận dễ dàng. Và cái điều mà Đức Phật Ngài sự nhắc chúng ta là hãy xem những hiện tượng về vô thường khổ não là một cái thông điệp hoàn vũ, không phải riêng của ông A, ông B, không riêng người này và người khác. Chúng ta đừng đặt vấn đề cá nhân quá, nó phải như vậy đó. Dạ, nó phải như vậy. Khi chúng ta bệnh, khi chúng ta già, thì mình hiểu rằng không phải chỉ riêng mình đâu. Mà ai đến một cái tuổi nào đó thì cũng có già, cũng có bệnh. Chỉ trừ có một vài người mà thực sự rất là may mắn về sức khỏe. Ví dụ như là Siêu Nguyên Thông, và thỉnh thoảng mới bị gặp ở Rome thì sức khỏe rất tốt. Có khi 80 mấy tuổi rồi mà không bị đường, không có bị áp huyết, không có bị mỡ trong máu chẳng hạn. Nhưng mà phần đông chúng ta thì không được như vậy. À, tới cái tuổi nào đó thì cũng già, cũng bệnh. Và chúng ta nên chấp nhận cái việc đó như là một cái luật chung. Không đặt vấn đề cá nhân quá thì chúng ta sẽ đỡ đau khổ, đỡ phiền lụy. Và cũng đây là một thái độ cuộc sống. Ở trong câu số 6, Ngài Acacha nói rằng người đau khổ sẽ nhận sự đau khổ, sẽ nhân sự đau khổ này mà có trí tuệ. Nếu không đau khổ, họ sẽ không quán sát và không có trí tuệ. Không trí tuệ thì không có hiểu biết. Không hiểu biết sẽ không thoát khỏi khổ đau. Vậy thôi. Thế nên phải nỗ lực và kiên trì hành thiền. Để rồi nhìn lại thế gian này sẽ không sợ hãi gì trước nữa. Đức Phật thành đạo chính trong thế gian này, chứ không phải ngoài thế gian này. Ở đây, Ngài Thế Gian này nói lên kỹ là đau khổ sẽ là chất liệu của trí tuệ. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi ở trại tị nạn á, có lúc mà không có củi để nấu, bất cứ cái gì gọi là rác á, mà để mà đốt á, thì đều dùng để nấu cơm á. Nhưng mà cũng may là mình ở một nơi có nhiều rác, và chúng tôi nhớ lúc đó cũng sạch sẽ lắm, cái bao ni lông cũng đốt được, lá cây khô cũng đốt được, những cái thùng cắt tông cũng đốt được. Và hễ cái gì đốt được thì nó có lửa, có lửa thì nó nấu chín đường cơm thôi, miễn là mình khéo, mình khéo một chút. Thì cái thái độ mà có thể dùng nhiều thứ nhiên liệu để mà nấu được cơm, nó giống như là thái độ của hành giả, là cái sự khác biệt giữa một người khéo và người không khéo. Là cái người mà không khéo tu thì đau khổ là một cái chất, nó là một cái gì nhận chìm họ xuống, đầy đọa làm cho họ khổ. Nhưng một người có đủ khôn và có đủ khéo ở trong sự tu tập thì đau khổ là chất liệu của hạnh phúc. Và cái này rất là khó nói. Nhiều khi người ta đau khổ, đang đau khổ mà mình nói như vậy đó, thì có lẽ mình sẽ bị gây gỗ, hay là sẽ bị thống trách. Tại sao ta khổ mà không nói là an ủi mà lại nói như vậy? Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ lại trong cuộc đời, chỉ riêng có một chuyện thôi, là trong cuộc sống của chúng ta mà không có thất bại, không có đau khổ, thì con người chúng ta sẽ tự cao tự đại đến một độ nào. Nhờ có đau khổ chúng ta học được sự khiêm tốn. Nhờ có sự đau khổ chúng ta học được sự kiên nhẫn. Nhờ có sự đau khổ chúng ta biết thông cảm với người khác. Nhờ có sự đau khổ chúng ta sống một cách phải chăng hơn. Thật ra nói như vậy thì chẳng, nó giống như là mình mời sự đau khổ đến, không phải mình không mời sự đau khổ đến. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại tất kỹ tất cả những cái hoàn cảnh, những cái trạng huống mà mình trải qua trong cuộc đời đó, thì nói thì nó hơi quá, nhưng mà mình phải cảm ơn là cuộc sống của mình có những đau khổ. Những đau khổ làm cho tâm hồn mình mềm mại hơn. Và cái khổ nhất của cuộc sống đó, đó là đời sống mình nó cao ngạo, nó nghênh ngang quá. Mình cứ nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, mình thế này thế kia.
Nhưng mà nhờ vào sự đau khổ, cái tâm của mình nó sẽ biết chấp nhận hơn, nó khiêm tốn hơn. Và đó là cái lợi. Bởi vì ở đây Ngài nói rằng đau khổ là một chất liệu của trí tuệ. Và khi mà chúng ta học được điều đó, chúng ta chấp nhận điều đó, thì chúng ta sẽ thoải mái lắm. Nhất là ở trong lúc tu tập, ở trong những cái khó khăn, luôn luôn thấy rằng càng sống gần với đau khổ thì cái trí mình sáng hơn. Thì lúc đó chúng ta đã bước qua một giai đoạn khác. Cái sợ nhất của đời sống là một con người ở ngoài đời họ nói nắng không ưa, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùa sương, cái gì cũng né hết. Đời sống của chúng ta mà gặp cái cảnh ý nghiệt lòng, không kham nhẫn được, không chịu đựng được, và cứ than thở và than thở. Không có ai trong cuộc đời mà than thở hoài mà mình thấy người đó thông minh, mà có trí tuệ. Một cái người mà phải nói rằng đủ cái trí, đủ sự hiểu biết đó, thì người học thật tốt cái bài học của thực tế, bài học của đời sống. Và khi mà mình thấy được đau khổ là một cái chất liệu của trí tuệ rồi đó, thì chúng ta bước vào một giai đoạn khác, mình cảm thấy mạnh mẽ hơn, và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Ở trong câu số 7, lợi dưỡng và khổ hạnh là hai lối đi không được Đức Phật khuyến khích. Đó chỉ là hạnh phúc và đau khổ mà thôi. Chúng ta tưởng rằng mình thoát khỏi đau khổ, nhưng thật ra không phải vậy. Chúng ta chỉ dính mắc vào hạnh phúc. Nếu dính mắc vào hạnh phúc, chúng ta lại đau khổ. Sự thật là vậy, nhưng người ta nghĩ ngược lại. Khi mà Đức Phật Ngài truyền dạy con đường trung đạo đó, thì người ta nghĩ rằng trung đạo là con đường đi giữa. Nhưng mà thật sự trung đạo không phải là đi giữa. Trung đạo là không có sống cực đoan, không có bám víu bên này và không bám víu bên kia. Nếu một người tu tập mà để bám víu vào sự thoải mái cũng là vấn đề. Mà người tu tập mà nghĩ rằng mình phải bị khổ cũng là vấn đề. Tại vì sao vậy? Tại vì cả hai cái sự dính mắc đó, đó nó chỉ là hai thái cực, hai cực đoan hết. Chúng ta tu tập không phải là để dính mắc vào cái gì dễ chịu và để chạy trốn cái gì khó chịu. Mà chúng ta tu tập là để có khả năng đối diện với tất cả mọi cái dễ chịu và cái khó chịu. Và cái đó là trung đạo. Và trường hợp này thì hơi khó hiểu. Dạ, tương đối hơi khó hiểu. Nhưng mà phải có cái kinh nghiệm. Nếu mình không có một cái trí tuệ và mình không có sự hiểu biết chân chánh, không có sự hiểu biết thỏa đáng về đau khổ, chúng ta thường rơi vào cực đoan. Mình thấy con người mình, thưa quý vị, thường thường là mình thích người ta khen mình và mình ghét những người chê mình. Mình thích những giây phút rất là vui sướng, hạnh phúc, và mình rất là sợ hãi với những giây phút đau khổ. Mình rất là tha thiết, rất là kỳ vọng vào cái thuận, và mình rất là ngán ngẩm, rất là sợ cái nghịch. Nhưng mà cuộc sống nó không thể, nó có hoài một thứ được. Đâu có ai vui hoài mà không khổ, không có ai gặp cái thuận hoài mà không có nghịch, không có ai mà sống cái gì cũng như ý hoài mà không có điều bất như ý. Thì nếu chúng ta lựa chọn con đường như vậy đó, thì gọi là chúng ta không đau khổ mới là lạ, chúng ta chắc chắn là đau khổ. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận cả hai điều đó thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Cái đây thưa quý vị, chắc khoảng chừng 17 năm đó, chúng tôi có lên trên New York để làm một cái lễ cưới. Làm lễ cưới nhưng mà họ, đó gia đình Phật tử, họ mời chúng tôi lên để chúc phúc, chú nguyện cho một cái lễ cưới. Và trong lễ cưới này thì cô dâu là một Phật tử và anh chồng là người Do Thái. Thì chúng tôi lên thì điều đầu tiên mà chúng tôi muốn là gặp tân lang tân nương để có một vài câu trao đổi. Và trong tâm của chúng tôi thì nghe lời lời kể lại của cô vợ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng anh là một người Mỹ mà gốc Do Thái. Người Do Thái thường không có số bảo thủ. Thật ra chúng tôi nghĩ rằng cũng nên có một vài cái cảm thông
cho anh trong cái nghi thức mà gia đình muốn là làm cho Phật giáo. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng tôi đặt chân đến phi trường Rochester ở trong New York này, thì cái người đón chúng tôi chính là chú rể, tức là anh rể người Do Thái. Và khi gặp anh thì chúng tôi có 1 tiếng rưỡi đồng hồ để nói chuyện với anh từ phi trường Rochester về nhà. Đúng bây giờ anh làm cho chúng tôi rất là ngạc nhiên là anh về đau khổ, về suffering. Suffering là đau khổ. Và khi chúng tôi nói chuyện với anh một chừng 10 phút đó, thì chúng tôi nhận rằng anh đọc rất là nhiều sách của Phật giáo. Dạ, sách Phật giáo. Và khi anh nói chuyện, anh biết một vài danh từ Phạn ngữ. Nhưng mà rồi anh mới tâm sự với chúng tôi một cái lý do mà anh rất là thương cô vợ. Dạ, thương cô vợ, cô vợ Việt Nam. Là khi hai người đi học chung với nhau trong trường, thì có những lần mà anh và cô vợ chia sẻ với nhau là hai người muốn có một cuộc hôn nhân đi tới. Nhưng mà cô vợ thì cô rất là lo âu là sự khác biệt về văn hóa, khác biệt về tôn giáo và khác biệt về nhiều thứ. Thì không biết là cái việc đó, tức là hai người thương nhau nhưng mà còn cô vợ rất e ngại. Thì thứ gì anh người Do Thái này, chú rể đó, chú mới kể lại là chú nói với người vợ rằng anh quan niệm rằng hôn nhân không phải là mình nghĩ tới mình sống với nhau hạnh phúc, mà hôn nhân là mình có thể cùng nhau để đối diện với cả hai hạnh phúc và đau khổ. Mà câu nói ra đã thuyết phục, khiến cho cô vợ cảm thấy tin tưởng và cuối cùng hai người cưới nhau. Bây giờ thì thưa quý vị, hai người đã có 3 người con cũng lớn rồi, cũng có đứa sắp ra trường high school rồi. Nhưng mà chúng tôi nhớ câu nói của anh chồng rất là, anh chú rể rất là dễ thương, là không phải sống ở trong hôn nhân nghĩa là chỉ mưu cầu hạnh phúc, mà là cả hai cùng có thể đối diện cả đau khổ và hạnh phúc. Và chúng tôi có khen là anh nói câu đó rất là hay, rất là hợp với Phật Pháp. Thì anh nói rằng thật ra câu này không phải là câu của anh, câu này anh học của Đức Dalai Lama ở trong quyển sách nào đó chúng tôi không biết. Nhưng thật sự rất là thú vị. Và ở đây, ở trong câu nói Ngài Chanh Trang, Ngài nói rằng một người mà nhìn đau khổ và lợi dưỡng là hai cái cực đoan. Một bên là tuyệt đối phải tránh, mà một bên là nhất định phải chạy theo cho được. Thì người đó không bao giờ có cuộc sống bình ổn, không cuộc sống ổn định, không bao giờ có cuộc sống an lạc hết. Và chúng ta hiểu rằng cuộc sống nó không thể nào mà nó nghiêng về một mặt được hết, mà nó phải có cả hai bên. Vì vậy ở trong hôn nhân, ở trong cái sự tu hành, ở trong cuộc sống hàng ngày, thì cái vấn đề quan trọng nó không đơn thuần là hạnh phúc hay đau khổ, mà cái khả năng đối diện và đối diện một cái tỉnh táo với cả hai cái hạnh phúc và đau khổ, cái đó là quan trọng. Ở trong câu thứ 8, thưa quý vị, Ngài nói rằng khổ chỗ này người ta chạy đến chỗ kia, chỗ mới này khổ thì họ lại chạy nữa. Họ tưởng rằng chạy thoát khỏi đau khổ, nhưng thực ra không vậy. Họ mang đau khổ đi mọi nơi mà họ không biết. Không biết đau khổ sẽ không biết nhân sanh khổ. Không biết nguyên nhân của đau khổ sẽ không biết chấm dứt đau khổ. Do đó không có cách gì thoát khỏi khổ đau. Câu này khiến cho chúng tôi nhớ một câu chuyện cũng vui. Là có một năm chúng tôi sang bên Áo tổ chức khóa tu bên đó. Thì thưa quý vị, có một anh Phật tử, anh đến gõ cửa phòng chúng tôi lúc 11 giờ đêm. Anh xin anh đổi phòng, tại vì mình thuê một cái trại lính để cho lớp học, mà ở trong đó cũng có nhiều phòng.
Nhưng mà mình lấy khùng nào, mình phải kê khai khùng đó. Thì chúng tôi hỏi rằng, sao mà tới giờ này anh đổi phòng, anh nói sao? Ở trong phòng nó có cái mùi gì khó chịu quá sư. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng, như vậy thì anh cứ qua phòng khác, ngày mai mình sẽ nói chuyện với cái chỗ quản lý cho, để họ lau chùi cái phòng đó. Nhưng mà khoảng chừng 25 phút sau thì anh quay trở lại chúng tôi rằng, con đổi phòng mình nhưng con cũng thấy nó hôi. Bây giờ thì con mới biết là hồi chiều con làm công quả, con rửa chén ở dưới cái nhà bếp đó. Và cái vạt áo hay cái gì, quần áo anh mà nó dính cái nước dơ nào ở nhà bếp đó, mà anh không biết. Rồi anh mang cái đó theo trong, vô trong phòng đó. Và lúc anh không biết, anh cứ để đâu đó. Anh về phòng sao nghe có cái mùi hôi. Và đổi phòng thì nó hôi nữa, tại vì cái hôi nó phải do cái phòng mà do quần áo anh. Do cái quần áo cũ, mà trong quần áo cũ đó, anh đi đâu cũng mang theo cái mùi hôi đó. Thì đây nó giống như cái thí dụ mà ngài nói đó là cái khổ thật ra nó một phần là do cái hoàn cảnh, nhưng phần lớn là do tâm thức của chúng ta. Mình cứ thấy trong đời này có bao nhiêu người, họ sống ở đâu, đi đâu, họ làm gì, thì họ cũng trách móc, cũng oán hận. Họ làm việc trong một tổ chức thì họ oán hận tổ chức. Họ vào trong chùa, họ oán hận Phật tử trong chùa. Ở trong nhà, oán hận trong chùa. Oán hận những người trong nhà, những người xung quanh mình. Nhưng mà họ không bao giờ thấy rằng những cái phiền lụy, những cái đau khổ đó, nó đến từ trong nội tâm của họ. Thì nếu cái đau khổ mà nó đến từ cái nhận thức sai lầm, từ một thái độ rất là tiêu cực ở trong nội tâm, thì họ đi đâu cũng khổ thôi. Nên chi đối với tất cả chúng ta, ngài cho ra ngài khuyên là đừng có làm cái thái độ là khổ chỗ này chạy khổ chỗ kia, mà chỗ khổ, cái chỗ mới khổ thì chạy nữa. Mà chúng ta phải nhận ra rằng một phần đó cái đau khổ nó đến từ trong nội tại của mình. Bởi vì thưa quý vị, chúng tôi sống trong chùa gặp nhiều trường hợp đó. Có những người họ ở chùa này không được, họ xin qua chùa khác thì cũng có thể chấp nhận đi. Nhưng mà nếu chúng tôi nhớ ngày Hòa Thượng Bửu Phương cũng gần chúng tôi, ngày nói rằng một sư mà dời chùa ba lần còn thấy, cũng cảm thấy ở không được, còn phiền não, thì mình có vấn đề, vấn đề của mình. Tại vì ít nhất sự thay đổi một hai lần thì nó phải khác đi, nhưng mà đi đâu thì cũng có chuyện gây sự, đi đâu cũng có phiền não, thì mình phải coi lại. Và đa phần chúng ta là chạy trốn đau khổ, thay đổi cái hoàn cảnh, thay đổi chỗ ở. Nhưng mà thường khi chúng ta vọng, bởi vì chúng ta mang theo cái nỗi khổ ở trong lòng mình, mình phải coi chừng này. Vì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ về một số các câu nói của ngài Ajahn Chah liên quan đến đau khổ. Hôm qua thì chúng ta nói về hai chữ bình an. Chữ bình an hôm qua là hết rồi, nhưng mà hôm nay nói về đau khổ. Có lẽ thế gian khổ quá nên chi ngài nói rất là nhiều. Do đó sư Tự Tri đề nghị là mình phân ra một đoạn ngày hôm nay, đoạn ngày mai. Thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục trở lại. Bây giờ thì bước qua phần tụng kinh châu báu, xin được kính thỉnh Đại Đức Tự Tri. Hôm nay quý vị thấy có siêu nguyên thông không hả? Dạ, thỉnh Đại Đức Tự Tri khoan hỷ tụng cho một thời kinh châu báu bằng phản ngữ, và sau đó thỉnh sư cô Từ Duyên tụng một thời kinh bằng Việt ngữ. Và chúng tôi sẽ trở lại nói một vài ý nghĩa của bài kinh này, sau đó là một vài thông tin liên quan đến đại dịch corona. Xin kính cung thỉnh Đại Đức Tự Tri. Để cung kính lãnh lễ thượng tọa giác đạo cùng chư tôn đức, kính chào đại chúng. Tôi xin phép được đọc bài kinh Katana Sutta. Panithanato patha yatatha gata sadasaparamiyo dasaparamiyo dasaparamathaparamiyo bhancha maha parecha
ghê tô cha ri ya ba chi ma pha quê gặp hòa hòa can tinh cha tinh áp in ni ca ma năng ba tha na cha ri yang bồ thi ban lan kê ma ra quy cha yang sa ba nhu tanh nha na ba ti quê thắng na wa lô của ta ra thăm mê ti sa pê bi mê bồ tha gu nê a hòa chi toa quê sa li ya ti su ba ca ran ta rê Sutiya mara ting baritang karanto ajasma ananda thero viyakaruna chitang upatabe tua koti sata sahase suchaka wale sudevata yasa nam patigan hanti yeng chawe saliyam bure roga manosadu fika samputanti vithang Thayang khe bà mạng thà ra thà bê sĩ bà rê tăng tăng phà nà mạ hê. Yà ni thà phụ thà ni sà mạ gà thà ni phùm mạ ni hoa yà ni hoa an thà lê khê. Sà bê hoa phụ thà sù mạ nà phà hoàn thua thô bì sà gà thà sù nàn thù phà sĩ tăng. Thà sà mạ hi phụ thà ni sà mê thà sà bê. Mẹ tăng ca rô tha ma nô si ya ba cha ya di qua cha ra to cha ha ran ti ye pa linh ta sma hi ne ra kha ta ap ma ta yang kin chi quy tăng ta qua hung răng qua sa ke su qua yang ra ta năng pa ni tăng na nô sa măng a ti ta tha ga te nai đam bi pu the ra ta năng pa ni tăng ê tê na sa chê na su hoa tê hô tu kha yang quy ra găng hà ma tăng ba ni tăng gia đa cha gà sa kya mu ni sa ma hi tô na tê na tham mê na sa ma tê kin chi đâm bi tham mê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su hoa tê hô tu yam bu tha sa thô ba ri hoa na di sa chinh Samadhi manan tari kaing yamahu samadhi nate nasamu na vichati dambi thamme ratanang banitang ete nasache nasugwati ho tuye pukkala atasatang basatha chata rieta ni yuga ni hontite dakhinaya sugata sasagwaka ete sudinna ni mahapala Nidam vi sang khe ratanang panitang ete na sache na suvati ho tu ye pukkala ye so pajota manasadan he na nikka mino gotama sasanam hite bati bata matang hui gai halatha mutane puting bunchamana idam vi sang khe ratanang panitang ê tê na sa chê na su hoa hô tô gia thính đa khi lô và thà quyền sĩ tô sĩ gia cha tô phi hoa thế phi a sâm và cam vi vô thà thủ ba mang sa pu ri sang và đa mi vô a ri ya sa cha ni a huê cha ba sa ti đam bi sang khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sa chê na su hoa ti hô tô ye a ri ya sa cha ni vi pha hoa yan ti ram phi ra bánh nhê na su đê sĩ ta Ni kinh cha bi te hon tu pu sa pa ma ta na te pha wang a tha ma ma di yan thi đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu sa ha wa sa da sa na sam pa da ya ta ya su tham ma cha hi ta pa wan ti sa ka ya di ti vi chi kit chí tăng cha si la pa tăng hòa bi gia đa thi kiên chi cha tu ha ba ye cha we pa mu tu cha cha phi tha na we a pa phu ca tu mi đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu kiên cha bi so cam mang ca ro ti ba pa căng ca ye na wa cha yu da che ta sa wa pa phu so ta sa pa ti cha da ya pa pa ta di Sabada sabuta hidam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng e te na sa che na su hoa ti ho tu wa na pa gum ve ya tha pho se ta ke im ha na ma se pa tha ma sming gim he ta thu pa mang tham ma wa rang a de sa yin ni pa na ga ming pa ra mang hi ta hidam bi bu the ra ta năng pa ni tăng
ete na sa che na su wa te ho tu wa do qua rang nhu wa ra do wa ra ha do anuttaro dhamma qua rang a de sa yi dam vi bu the ra ta nang pa ni tang ete na sa che na su wa te ho tu khi nang pu ra nang na wang na ti sam pha wang vi ra ta chi ta ya ti ke pha wa sming te khi na bi cha vi run hi chan da ni pan thi thi ra yathayam badi poidam visankhe ratanang panitang etena satyena suvati hotu yani thaputa ni samagata nipumma nivaya nivantalikhe tathagatang deva manu sapuchitang buddhang namasama suvati hotu yani thaputa ni samagata nipumma nivaya nivantalikhe tathagatang deva manu sapuchitang dhammang namasa masuvati hotu yani thaputa ni samagata nipumma nivaya nivantalikhe tathagatang deva manu sapuchitang sanghang namasa masuvati hotu. Dạ, con đã đọc xong bài kinh Ratana Sutta. Dạ, kính cảm ơn cô Lan Dạ Nguyệt. À, kính thưa cô, tôi lại duyên tiếp tục với phần Việt ngữ. Kính thưa cô. Dạ, sa thú lần thay. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và con kính chư ân ngài giác đẳng. Con xin đọc. Tôn giả Nam đa với từ tâm vô lượng trì tụng kinh châu bao suốt trọn cả đêm dài ba vòng thành quê xa ly. Niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là mười ba la mật, mười thượng ba la mật, ba la mật, năm thi xã ba hạnh nguyện độ. Trong kiếp chót gian trần xuất gia tầm giải thoát, khổ hạnh nghiệm đau màu, chiến tăng đại ma quân nhất thiết chủng tri. Chứng chính dù chư thiên khắp ca cõi mười muôn triệu thế giới đều vui kinh châu bao uy lực tiêu trừ mọi tai ương đói khát và bệnh tật cùng phi nhân quay nhiễu trong thành quê xa ly thấy đều được tan biến chung đệ tử nhất tâm trì tụng kinh bao chúng thiên nhân ca dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong khởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hương phước lành đến chư thiên những vật quy trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do chính Đức Phật là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc pháp bất tử tôi thượng ly dục diệt phiền não Phật Thích Ca Mâu Ni chân pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chánh pháp là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc con đường thánh lọc tâm là tu tập thiền định chứng hiện tại là tu đức Phật hằng ngợi khen
không gì so sánh được. Do vậy chinh chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Thanh tâm vị bốn đôi là những bậc ưng cung, đệ tử đấng thiện tệ được tri giả tan thang, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chơn chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, là tu quả tịch tịnh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Vì như cột trụ kheo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hương cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liệu ngộ tư thanh đê cũng tự tại bất động, trước pháp trước tam pháp thế gian. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thanh tu đà hường đi ly thanh đê được đức Gotama, kheo thiết giảng tường tận, các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiếp sử, thân kiên và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thanh tu đà hường, dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thanh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôi tự thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chung hữu tình bi như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chinh Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chấp, trong sanh hữu đời sau bởi tham muôn đã đoạn, các chủng tử không còn. Vì như ngọn đèn tắt, bậc tri chứng niết bàn. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc.
chung thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này được thành muôn hạnh phúc, tự thành muôn hạnh phúc. Chung thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ tăng chung bạc, tăng chung bậc Như Chân, tăng chung bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Dạ, con đã đọc bài kinh cho báo xong. Dạ, kính cảm ơn Lăng Già Nguyệt. Dạ, bây giờ con kính cũng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với đạo tràng. Sa thủ cái trường Đại Đức Từ Trì và cô Từ Duyên. Thưa quý Phật, khi mà chúng ta tụng kinh á, thì thông thường là chúng ta hay cầu phước, dạ, mong cái phước báo để hộ trì mình. Nhưng đừng quên một cái chữ khác rất là quan trọng, đó là cái đức. Chúng ta ít khi để cái đức, nhưng mà cái phước, ông bà chúng ta nói phước đức đi chung với nhau. Cái đức ở đây tức là những cái khía cạnh đẹp, những khía cạnh hiền thiện, và đặc biệt làm cho tâm của chúng ta được trong sạch. Một người tụng kinh mà lúc tâm mình phiền não, lúc tâm mình hận thù, hay lúc tâm mình sợ hãi đó, thì cái lời tụng kinh của chúng ta nó không có phước như là lúc tâm của chúng ta được thanh thản, được trong sạch và cái niềm tin mạnh mẽ. Vì vậy chúng ta thấy rằng đa số các bài kinh cầu an, khi mà chúng ta tụng, thứ nhất là chúng ta nghĩ tưởng đó là lời của Đức Phật dạy, đó là Phật ngôn. Đức Phật là bậc giác ngộ, đoạn tận phiền não. Lời dạy của một bậc hoàn toàn thanh tịnh, đại bi, đại trí đó, sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái giá trị thiêng liêng và đem tâm của chúng ta vào cái cao quý, cái tốt đẹp. Ở trong kinh Địa Chí Hán có câu là năng lễ, sở lễ, tánh không tịnh. Tánh không tịnh là cái năng lễ, cái sở lễ là cái sở lễ là Đức Phật, là cái hình ảnh của vô lượng. Và cái năng lễ là cái tâm của chúng ta. Khi tâm của chúng ta hòa vào cái đối tượng cao quý vô lượng thì chúng ta đạt đến cái chỗ nó không có hạn cụt. Rất là quan trọng để chúng ta hiểu rõ cái tâm đức và tâm thái chúng ta khi mà mình tụng kinh. Do vậy tụng kinh không có đơn thuần là chúng ta chỉ tụng mà thôi, mà ở trong đó chúng ta ngoài cái phước chúng ta còn phải cái đức, và cái đức ở đây hết sức là quan trọng. Bây giờ thì chúng tôi bước qua một vài cái thông tin liên quan đến đại dịch corona. Thưa quý Phật tử, hôm nay đó, nó đã là gần hơn một tuần lễ, mà gần một tuần lễ chúng ta có nhiều cái sự chấm dứt cái lệnh phong tỏa ở tại Hoa Kỳ. Tuy vậy nó vẫn còn có nhiều điều
ngỡ ngàng cho tất cả mọi người khi mà đi lại sinh hoạt. Chúng tôi sẽ được dắt ở đây là một ở trong những cái cơ sở thương mại mà chúng ta thường đi đến á, thì mà hiện nay nó là một cái nhu cầu lớn, nhu cầu về phía chủ nhân của các cơ sở thương mại và phía khách hàng, đó là những cái quán ăn, những cái... Và hôm nay trên trời HuffPost á, họ có chụp 10 cái hình ảnh chỉ là tiêu biểu thôi, nhưng mà nói lên sự khác giữa cách mà họ bài trí những nhà hàng. Và khi một người dù là ở trong thành phố của mình hay đi đến một cái thành phố xa lạ thì đều phải đọc thích nghi. Ở đây người ta nói rằng đôi khi chúng ta phải học lại cái cách ăn uống mới, như là một cái nền văn hóa hậu đại dịch hay là văn hóa trong thời kỳ đại dịch. Thí dụ như ở tại Hòa Lan, bây giờ họ đang có cái phong trào là họ xây những cái nhà kiến, và những nhà kiến ở trong nhà hàng hay là nhà kiến ở bên ngoài sân. Tức là khi người ăn họ vào trong, họ đóng kín cửa lại, và ở trong có cái máy sưởi hay máy lạnh. Thì chúng ta giống như là một cái cây mà mọc ở trong greenhouse tức là trong cái lồng kiến. Và một điều khác mà chúng ta thường thấy đó là những người đứng sắp hàng để mua, để order cà phê, để mua cà phê hay là mua những cái thức ăn sáng, thí dụ ở McCafee hay McDonald's chẳng hạn, rất nhiều nơi đó. Chúng ta đi vào, chúng ta để ý những cái vòng màu xanh vàng ở phía trước. Và mỗi một người đứng chờ sắp hàng đã không còn giống ngày xưa, mà họ phải sắp hàng ở trong cái những cái vòng màu vàng này để giữ cái khoảng cách an toàn cho người khác. Và nó cũng là một chuyện mà chúng ta thấy. Một cái nhà hàng ở tại Thụy Điển, người ta đặt khách hàng ra ăn tuốt ở ngoài sân và có cái dù mái che và đồng thời có cái dây rõ rẽ. Dây rõ rẽ này là mình cần gì mình gọi điện thoại cho họ và họ sẽ chuyển cái ra cho chúng ta ở trên cái rổ đang bằng mây. Nó cũng là một cái chuyện cũng kỳ lạ. Bây giờ thì mỗi người phải chấp nhận hình thức mới thôi. Có một nhà hàng ở Washington, Virginia, tức là một cái thành phố từ Washington ở Virginia đó, thì người ta dùng những cái hình nộm. Chúng ta biết rằng ở tại các cái chỗ họ bán quần áo, họ có cái mannequin là những cái hình nộm mà để họ mặc quần áo vô để họ triển lãm đó. Bây giờ họ dùng những cái hình nộm đó, họ cho mặc áo quần vô và ngồi ở nhiều nơi ở trong nhà hàng để chiếm chỗ. Và chiếm chỗ thì là khách hàng vô chỉ được ngồi những chỗ trống để làm gì, để người ta có khoảng cách xa với nhau. Ở bên Nhật Bản á, thì người ta đang tìm cách để làm cho khách hàng thoải mái trở lại với những ngôi nhà, với nhà hàng. Nhưng mà tất cả mọi người đều phải có một cái kính để giống gọi là face shield, tức là cái một miếng che mặt ở phía trước. Dĩ nhiên khi mình ăn đó mình không thể bịt khẩu trang được, nhưng mà cái kính che mặt giống như những người thợ hàng đó. Thì thưa quý vị, người ta bắt đầu sáng chế ra một số các bài hát và các điệu vũ để bắt buộc tất cả mọi người đều phải mang cái miếng che mặt như vậy để không ai cảm thấy ái ngại khi vào ăn. Theo một thống kê mới của chính phủ Nhật Bản thì khi người ta vào nhà hàng mà bắt phải có những miếng che mặt hay là những cái khẩu trang thì người ta cảm thấy rất kỳ cục, không cảm thấy thoải mái. Và bây giờ họ tìm cách để làm sao cho mọi người trở lại thoải mái. Ở một cái nhà hàng Việt Nam ở tại Bangkok á, thì quý vị, người ta để những con gấu trúc panda và những gấu trúc giống gấu bông mà người ta ngồi để mà buổi tối người ta ngủ ta ôm chơi đó, bây giờ lấy gấu bông đó để trên các ghế. Thì chúng ta vào nhà hàng có rất nhiều con gấu bông, nhưng mà mình chỉ ngồi những ghế nào trống và những ghế nào có bông ngồi, mình không được quyền lấy gấu bông đó đi. Dĩ nhiên đó là những cái khoảng cách xã hội, cũng là một cái sáng kiến. Và
người ta còn nhiều sáng kiến khác, nhưng mà ở tại Bangkok ấy, thì tất cả những hàng quán đó họ dùng những cái ống PVC, tức là ống nước ấy, và họ làm những cái khung, và trên những khung nó dán một miếng họ gắn một miếng plastic, và khi mà mình đến đó, thì họ treo miếng plastic mới lên, họ lấy plastic cũ để đi khử khuẩn đi khử khuẩn và nhìn cái cảnh tượng mà của những miếng plastic chặn người này người kia đó, thì nhìn thấy nó cũng hơi khôi hài lắm. Tức là vô trong hàng quán mà thấy mấy cái ống nước mà những cái khung ngang khung dọc thì coi rất là kỳ quái. Và tất cả những quán bar ở Los Angeles bây giờ đó, thì quý vị, họ có một cái tấm kính để họ chặn ngang giữa người bartender cũng như là khách hàng, và dĩ nhiên khách hàng vào trong đó phải ngồi khoảng cách xa với nhau. Thì họ nói rằng có trăm muôn ngàn thứ thay đổi trong cuộc sống mới, và dần dà rồi chúng ta phải quen với một trình văn hóa gặp nhau nhưng mà giữ khoảng cách. Ngày xưa đó thì tất cả mọi người mà nghe nói đến rằng sống mà giữ khoảng cách đó, thì có vẻ như là sống mà giữ khoảng cách thì giống như là là một người khách sáo hay là một người không có hòa mình. Nhưng mà bây giờ thì họ khuyên rằng tất cả mọi người dù là thân thiện tới đâu đi nữa thì cũng nên giữ khoảng cách. Đó là cuộc sống mới mà tất cả chúng ta phải chấp nhận. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Thiền Chư Tăng và quý Phật tử đã vào Rung để chia sẻ, và xin được hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nên nhớ rằng cho dù là đã có nhiều cái lệnh phong tỏa được kết thúc, nhưng mà chúng ta vẫn phải cẩn trọng hơn bao giờ hết, bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ cho những người thân, và là một góp phần vào cái sự giảm thiểu sự lây nhiễm của đại dịch corona. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.